Thưa quý khán giả, ngày hôm nay các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa dông trên diện rộng. Nhiệt độ tại những khu vực này sẽ giảm đi đáng kể và chỉ còn phổ biến trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ tại Bắc Bộ và sẽ dao động từ 26 cho đến 28 độ tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Cùng với mưa, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An sẽ xuất hiện một đợt lũ kể từ ngày 8 cho đến ngày 10 tháng 9. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An lên mức báo động 1 và trên báo động 1. Hạ lưu các sông chính còn dưới báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại các tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An. Còn với các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, do rãnh áp thấp nâng trục lên phía Bắc nên mưa sẽ có xu hướng giảm dần. Nhiệt độ ngày tại khu vực này sẽ tăng nhẹ lên ngưỡng từ 29 cho đến 31 độ. Còn đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa vẫn xuất hiện ở nhiều nơi, với nhiệt độ tại Tây Nguyên sẽ duy trì trong khoảng từ 26 cho đến 28 độ và tại Nam Bộ, nhiệt độ dao động từ 29 cho đến 32 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa đều có mưa dông. Tại Hoàng Sa có gió đông nam cấp 4, cấp 5, còn tại Trường Sa, gió tây nam đến nam mạnh cấp 4. Riêng quần đảo Hoàng Sa cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn dông. Phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh và thành phố trên cả nước trong ngày hôm nay.